Luyện ngục là gì? Luyện ngục là chốn giam giữ các linh hồn sau khi chết phải xuống đó để thanh luyện, tẩy rửa tội lỗi đã phạm khi còn sống. Sau đây, chúng ta hãy nghe các thánh nói cho chúng ta biết về chốn luyện ngục. Những sự chịu đựng trong lửa luyện tội chỉ một phút thôi sẽ dài như một thế kỷ. Thánh Thomas Aquino, một nhà thần học, đã nói rằng lửa luyện ngục, độ nóng của nó tương đương với độ nóng của lửa ở dưới hỏa ngục. Chỉ cần chạm một cái rất nhẹ, rất mong manh thì nó sẽ trở nên rùng rợn hơn tất cả những cực hình đau đớn chết người trên trái đất này. Thánh Augustino, một vị thánh rất thánh, đã nói: các linh hồn sau khi chết, trước khi được vào nước thiên đàng, phải qua lửa luyện tội để chịu đựng những hình phạt thanh tẩy tội trạng của họ. Nó là một ngọn lửa khủng khiếp chết người. Nó nung nấu xuyên qua các linh hồn con người mà không ai có thể tưởng tượng nổi nó khủng khiếp tới cỡ nào. Mặc dù ngọn lửa này dành riêng để luyện tẩy các linh hồn, nhưng nó làm cho nhức nhối, khổ sở, đau đớn hơn tất cả những cái đau đớn trên thế gian. Thánh Cyrilo, thành Alexandria, đã không ngần ngại nói rằng: nếu tôi có thể chịu đựng tất cả những cực hình đau khổ trên trái đất này cho tới ngày phán xét chung, tôi cũng bằng lòng chịu, còn hơn chịu đựng một ngày ở dưới luyện tội. Một vị thánh khác nói: lửa trên thế gian so với lửa luyện tội chỉ là một cơn gió mát. Tại sao những khổ đau ở dưới luyện ngục lại khốc liệt như vậy? Ngọn lửa ở thế gian mà Chúa cho chúng ta là để lo cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng khi chúng ta dùng nó để hành hạ con người, nó sẽ là ngọn lửa giết chết người. Nhưng so với lửa luyện tội thì trái ngược hẳn. Đấng công chính sẽ dùng nó để trừng phạt và luyện tẩy những kẻ có tội. Do đó, nó rất nóng, nóng rất khủng khiếp. Con người không ai có thể tưởng tượng nổi. Lửa thế gian có thể đốt cháy thân xác làm bằng đất sét này ra tro, nhưng lửa luyện tội thì chỉ để thiêu đốt các linh hồn của con người. Ngọn lửa độ nóng càng cao thì sự thiêu đốt hành hạ tội nhân càng mạnh hơn mấy mươi lần. Đã không vượt qua được ngọn lửa khủng khiếp đó, lại còn phải chịu cái cực hình xa lìa Thiên Chúa, thành thử khoảng cách này càng đáng sợ hơn nữa. Tự nhiên, khi linh hồn lìa khỏi xác, thì tâm hồn luôn khao khát về với Chúa. Linh hồn sẽ luôn bị giày vò một cách mãnh liệt bởi ý muốn bay về với Chúa, nhưng nó bị cầm giữ lại. Thật không có lời nào diễn tả được sự đau đớn của cái ý muốn khát khao mà không được sự thỏa mãn. Như vậy thì hãy lo đề phòng để tránh cái định mệnh khủng khiếp đó. Ngây thơ mà nói chuyện đó không có đâu, hay chuyện đó chúng ta không thể hiểu được nó đâu, cho nên tốt hơn là đừng nghĩ, đừng nói gì tới nó. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù tin hay không tin,
nhưng đau khổ của lửa luyện tội, nó vẫn là sự thật mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng ta vẫn chưa thể cảm nhận được đó là những lời ghi của Thánh Augustino. Tất cả có phải là sự thật không? Lửa luyện tội, đó là điều mà mỗi người Công giáo chúng ta không thể nghi ngờ, vì nó đã được Hội Thánh truyền dạy ngay từ lúc tiên khởi và được chấp nhận với niềm tin chắc chắn mỗi khi phúc âm được rao giảng bất cứ nơi nào. Lý thuyết được tiết lộ trong Thánh Kinh và ngày nay đã thành truyền thống. Nó đã được dạy bởi Hội Thánh thì không thể nào lầm lẫn với hàng triệu niềm tin trong đó. Phải, như chúng ta đều biết, có nhiều người đã tư tưởng thật mơ hồ và thiển cận về vấn đề rất quan trọng này. Họ giống như những người nhắm mắt đi trên mép bờ dốc núi dựng đứng. Tốt hơn hết, họ nên nhớ đến những phương cách để rút ngắn cuộc sống ở dưới luyện tội bằng ý thức rõ ràng về nó, nghĩ nhiều về nó và làm theo những phương thức Chúa dạy để tránh nó. Chúng ta không nên quá lo cho cuộc sống đời này, mà còn phải lo chuẩn bị cho một cuộc sống lâu dài đáng sợ và rất nghiêm khắc ở dưới luyện ngục sau này. Vị hoàng tử nước Hòa Lan. Câu chuyện kể về một vị hoàng tử người Hòa Lan vì phạm tội chính trị nên đã bị đày ra khỏi nước. Anh mua một tòa lâu đài ở Pháp, nhưng thật không may mắn cho anh ta, anh đã mất đức tin từ thời niên thiếu. Đã thế, anh còn viết nhiều sách chống lại Thiên Chúa và phủ nhận sự tồn tại của đời sau. Một buổi tối, anh đi dạo trong vườn và đã tới nhà một người đàn bà đau khổ. Bà ta đang khóc lóc một cách rất đau đớn. Anh hỏi tại sao, thì bà ta trả lời: Hoàng tử ơi, tôi là vợ của Jean Mary, là người quản gia của hoàng tử. Chồng tôi mới chết được 2 ngày. Ông ta là một người chồng tốt của tôi và là một người đầy tớ trung thành của hoàng tử. Trước khi chết, bệnh tình của chồng tôi kéo dài quá lâu. Tôi đã phải dùng hết tiền bạc dành dụm được để lo thuốc thang cho chồng tôi. Bây giờ thì tôi không còn đồng nào để xin lễ cầu cho linh hồn ông ta. Vị hoàng tử cảm nhận được sự đau buồn của người đàn bà. Anh nói về lời an ủi: mặc dù không tin có cuộc sống đời sau, nhưng anh cũng cho bà ít tiền để bà xin lễ cho chồng. Sau đó ít lâu, lại một trong buổi tối, vị hoàng tử đang ngồi mải mê đọc một quyển sách, nghe có tiếng đập mạnh vào cửa. Anh nói: ai đó? Vô đi. Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông bước vô, đứng đối diện với anh ngay trước bàn viết. Ngẩng mặt lên, anh quá đỗi kinh ngạc khi thấy kẻ đứng trước mặt mình không ai khác hơn là Jean Mary, người quản gia mới chết. Ông ta đang đứng nhìn anh và mỉm một nụ cười hiền từ, dễ thương. Hoàng tử ơi, tôi đến đây để cảm ơn hoàng tử về những thánh lễ mà ngài đã cho tiền vợ tôi, để vợ tôi xin lễ cho tôi. Cảm ơn máu thánh của Chúa đã rửa sạch và cứu rỗi tôi. Bây giờ tôi được về thiên đàng, nhưng Thiên Chúa đã cho phép tôi đến đây để cảm ơn sự rộng lượng giúp đỡ của hoàng tử, và cũng để nói cho hoàng tử biết thế giới này có Thiên Chúa, có đời sau, có thiên đàng và có hỏa ngục. Sau đó ông ta biến mất. Vị hoàng tử liền quỳ xuống đọc kinh tinh kính với một cách sốt sắng,
để tuyên xưng niềm tin của mình. Kinh mà từ bao lâu nay anh đã bỏ vì đã mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Amen. Chắc chắn một ngày nào đó, mỗi người chúng ta sẽ kết thúc cuộc lữ hành trên trần thế này. Khi đó, thân xác của chúng ta nằm yên trong quan tài để được mọi người đưa vào thánh đường giữa tiếng ca Hallelujah. Xin Chúa đối thương chúng con cũng như các linh hồn nơi lửa luyện tội. Các ngài rất đau khổ và rất cần lời cầu nguyện của tất cả mọi người trên trần thế này. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con đôi lúc vẫn còn mải mê những của cải vật chất, nào là công ăn việc làm, và ít có khi tưởng nhớ và xin lễ cũng như cầu nguyện cho các linh hồn. Những việc hy sinh ấy rất cần cho các ngài nơi lửa luyện tội để các ngài mau sớm về hưởng nhan thánh Chúa. Xin Chúa hãy cho mọi người chúng con biết sắp xếp thời giờ của mình và nhớ đến các linh hồn và cầu nguyện cho các ngài. Amen.